Chiều 14 tháng 8, đoàn làm phim Maya đã tổ chức buổi chiếu sớm và giao lưu với truyền thông, báo giới cùng các khách mời đặc biệt. Trong buổi giao lưu, ekip sản xuất bất ngờ chia sẻ video mà đạo diễn phim Quật Mộ Trùng Ma Giang Zhehuyn nói về Maya, vì đạo diễn người Hàn đánh giá cao câu chuyện của phim được xây dựng tốt, tạo sự hồi hộp, đoạn kết bùng nổ, gây sốc. Ông đặc biệt khen ngợi diễn xuất của nghệ sĩ Việt Hương trong vai chính của phim. Sau khi xem phim và nhận được chia sẻ từ đạo diễn Giang Zhehuyn, nghệ sĩ Việt Hương đã bật khóc. Bộ phim ra mắt đúng dịp chỉ kỷ niệm 30 năm làm nghề. Nữ nghệ sĩ đã gửi lời cảm ơn ekip sản xuất và các đồng nghiệp đã chăm sóc, động viên mình trong quá trình quay phim gian khổ. Cảm ơn nhà sản xuất và tất cả trong ekip nhà sản xuất, cũng như là đạo diễn của phim Quật Mộ Trùng Ma đã tặng cho Hương một câu nói mà nãy Hương ngồi coi quá là bất ngờ, quá là đặc biệt. Đây là cái món quà làm nghề của Việt Hương, một dấu ấn ghi mãi vào tim. Phim Maya do Nguyễn Hữu Hoàng làm đạo diễn, nội dung nói về nghề vớt xác trên sông và truyền thuyết Maya kéo dò. Vai diễn bà Lệ của nghệ sĩ Việt Hương là cầu nối dẫn dắt khán giả đến với số phận của từng nhân vật trong phim. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ Trung Dân, ca sĩ Cẩm Ly. Maya sẽ ra rạp toàn quốc từ ngày 16 tháng 8 và được khởi chiếu cùng lúc tại Hàn Quốc, Úc và New Zealand.